Hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình nha. Mình là BWC đây và chào mừng anh em đã quay trở lại với series mà BWC đến thường vào cùng test skin mới nhất đến từ Riot Game nào anh em. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại với series đó và cũng tướng chính là con Ari này. Và mỗi bộ skin đó chính là KDA Ari. Một bộ skin phải nói là mới toanh đối với con này luôn anh em, rất là hot. Đấy, đây là con chính 1, con chính 2, con chính 3 nha anh em, đang nhảy đó là con chính 3. Đó, đây sẽ thử hiệu ứng biến về luôn. Wow, cái cầu của nó kìa anh em, nó có một viên pha lê trong cái quả cầu nó và nhìn giống như cái cầu Discord trong mấy cái vũ trường, anh em nhìn rất là ảo diệu luôn. Đây là skin KDA Ari, một skin được lấy từ ý tưởng là nhóm nhạc Hàn Quốc nhưng mà không biết nhóm nhạc nào, anh em nào biết hãy comment ở phía dưới nhé. Đấy, đuôi của con hồ ly này thì nó đã được chỉnh sửa một chút kiểu như là giống thời đại công nghệ anh em, nhìn rất là ảo luôn. Và kiểu như là đuôi này mình cảm giác nó cứng hơn so với mấy đuôi khác, nhưng mà cái độ cứng này thì có vẻ chấp nhận được và nó cũng nhìn khá rất là đẹp luôn anh em, rất là tinh tế luôn. Nếu như anh em ủng hộ thì mình sẽ cố gắng mình làm hết tất cả bộ skin mới ra. Đấy, nhưng mà nó găng ở đây, what the fuck, gì đây, combo gì đây, ba gì đây, gì đây, mày làm gì nhờ, đậu đi mày, đánh thì đánh, không đánh thì thôi, găng gì lạ thế. Combo hụt nữa rồi, xong xin gieo ra luôn. Trời, tôi không hiểu ông với bạn làm gì luôn á trời. Trời ơi, chấm hỏi luôn á. Không cần găng. Ok, mình tự lo được. Lên này mình tự lo được, Ari chưa đốt đâu. Không cần găng. Không sao anh em. Đầu thì chúng ta chấp nó một mạng được. Chán thật, chán cái đầu với cái chán này. Ra găng combo, không biết combo ra găng chết chữ chán. Cạn lời với thằng Java này luôn á. Ui luôn. Ok, và nếu như anh em cái video này thì anh em đừng quên nhớ cho mình một like anh em ơi, cũng như là đăng ký ủng hộ kênh mình, và nếu được anh em hãy chia sẻ cho mình, cũng như là hãy click quảng cáo nha anh em ơi. Ok, mình đi biết với Yasuo và không có tin được là thằng Yasuo này nó mang bản tăng. Ôi, biết nãy thi đốt chết tới em. Wow, mạnh gì. Tại vì mình không có chơi Ari nhiều á, nên không biết tính đam nha, chuẩn xác. Chung là biết combo thôi chứ tính đam thì vẫn khá là gà đó con Ari này nè. Anh em có thể thấy là quả cầu nó từ màu xanh dương, nó đã chuyển sang màu xanh lá cây rồi anh em. Không hiểu tại sao nó có thể chuyển màu được hay như vậy. Đó, rất là ảo luôn. Đó, chúng ta quy lần nữa thì quả cầu nó lại chuyển về màu xanh dương rồi anh em. Wow, chỉ là mỗi lần quy là mỗi lần chuyển màu của ta, đẹp gì. Wow, kinh khủng nha, skin đẹp nha. Đó, biển về ra đuôi rồi, máy cháy bỏ chét luôn không. Ok, ra lên nào anh em. Có thể thấy là chín cái đuôi, nhưng mà khi ra chín cái đuôi ụp lại thành một cái đuôi nhìn giống cái thạch thôi anh em, thạch mà mình hay ăn á, nhìn giống vải đái luôn á. Và nó mang một cái áo liền quần anh em, rất là ngắn luôn, và mang theo hai cái tất chân còn rất là sexy, và tóc của nó là màu vàng anh em ạ. Đây là nhóm nhạc, đây là lấy ý tưởng từ nhóm nhạc bên Hàn Quốc, nên cái vẻ Riot đã thiết kế giống kiểu bên Hàn Quốc anh em, mình cảm thấy đang chơi skin của bên Hàn Quốc làm luôn á. Một phong cách rất là đầu đây, đậm chất hàng. Mà skin này mình nghĩ rất là đẹp anh em, nhưng mà ý kiến cá nhân mình thì không phải là skin này skin đẹp nhất, tại vì có rất là nhiều skin nó cũng là bắt mắt như skin này, mà tùy theo cảm nhận của anh em thôi. Cái xu này làm gì đây, còn đây mày. Đấy, thấy cái quả cầu nó là cái thứ mà đẹp nhất anh em, sau đó chính là cái đuôi, và cái thứ ba là chính là cái gỡ hình, cái tạo hình của con nhân vật Ari này cùng với cái bộ đồ nó đang bận anh em. Ui, thằng nào chơi mình kìa, úi rồi mày nè, mày nè, chết mày nè, ôi dắt kìa, úi rồi đầu điên mày nè, dắt làm gì đây. Ôi ơi, what the fuck làm gì đây. Đấy, mỗi lần quy là mỗi lần quả cầu đổi màu anh em, như rất là ảo luôn, không biết mà nó cứ đổi qua màu xanh với màu xanh dương với màu xanh lá cây hoài à, nhìn ảo vãi đái luôn. Và anh em có thể thấy cái hiệu ứng của chiêu quy khi mình quy ra anh em, và hiệu ứng đánh thường nữa, nhìn nó đẹp lắm anh em. Anh em mà chơi anh em mới cảm nhận được cái hiệu ứng đánh thường nó cũng đẹp rồi ở chiêu quy.
em có thể là Kiwi khi mình quy và quy ra á, thì nó có một cái luồng cũng như là cái luồng bay quanh cái quả cầu mình đang xà anh em, rất là ảo luôn. Chết mày rồi Jesus ơi, xong mày rồi, xong mày rồi, chết mày này. Ủa không nhớ hụt rồi, không nhớ hụt rồi, chạy đâu, chạy đừng chơi với mày, chạy hộ luôn. Trời ơi, tôi quỳ không cho van luôn á, găng thì ngu, còn cái S thì hay lắm. Hết mana rồi bạn con ơi. Đấy, thật sự là cái đẹp nhất trong cái skin này mình vẫn nghĩ đó chính là cái quả cầu mà con Henry đang cầm trên tay đây mà. Một cái quả cầu mà nó rất là ảo luôn, rất là đẹp. Không biết skin có phải là skin đẹp nhất không mà mình tin chắc rằng đây là quả cầu đẹp nhất, cái đầu tư nhất của cái skin Henry này, trong tất cả cái skin Henry luôn. Nhìn ảo, anh em nào muốn chơi thì anh cứ thử mua anh em chơi đi, đẹp lắm. Nó biến về nè. Wow anh em, lúc mà biến về cái đuôi kéo của nó, chính đuôi kéo nó từ màu tím nó chuyển sang màu màu bạc anh em à, trắng bạc. Nhìn ảo vãi, cái đuôi của nó nhìn kiểu như là muốn xuyên qua anh em, kiểu như là dạng 3D mà mày. Không biết diễn tả sao mà đẹp vãi. Cái quy cái đánh thường của nó là mình nhìn thấy là hiệu ứng là bãi chảy bỏ chét nhất. Anh em thấy là đuôi của nó rồi, một lần đi là chín cái đuôi chậm lại nhau như mấy cái đống silicon vậy. Ok ngon lành. Anh em thấy không, cái quả cầu của nó khi mà bay đi bay về là nó có hiệu ứng kiểu như là một cái luồng đằng sau mà bao bọc cái quả cầu lại, anh em nhìn rất là ảo luôn. Cái quả cầu này giống như cái quả cầu Discord, Disco hay là Dis gì đó trong mấy cái sàn hay là quẩy quẩy đó anh em, rất là giống luôn, giống vải đái luôn, như là phát đèn anh em, đèn xung quanh mà nhảy nhảy lên lúc này là bắt con gà luôn á, quá đã luôn. Đấy, Ari là chúng ta có hai cái tay nhìn khá là cute. Ê dắt rồi Kermin, Kermin cho xin cái hỗ trợ không được. Ôi quá buồn. Cái eo này thì mình nghĩ là mình thấy nó to hơn một chút so với tất cả các skin khác của con Ari luôn. Mình nghĩ cái e này nó to hơn tất cả các skin khác của con Ari luôn. Rồi nè, lên bắt nè, mày nè, úi gió à, ghê đấy. Chạy đâu, chạy đâu mày, chạy đâu mày, đậu đi mày, né nè, mày nè, chạy đâu nè. Mình thôi nặng luôn rồi, nãy giờ hỗ trợ không mà bây nào ơi, không không hai, tôi không muốn làm điệp viên mày, không không bảy đâu nha. Ok con lành cảnh đào rồi, hỗ trợ cũng nhiều nhưng mà không sao, tí nữa giờ mình nghĩ là mình nó chơi mình kìa. Ôi sao mày, sao mày, sao mày chơi tao quá mày, chết mà liền nè, rồi là chơi tao quá mày, xăm là chưa. Ui nó nè nè cái nhẹ nè, nè cái nhẹ nè, quăng nó mày, xúc nó nè, dũng mà có mạng liền. Ui cuối cùng cũng có mạng rồi. Chạy về chạy về. Ok ok ngon ngon ngon, về đi về đi về đi. Ok nãy giờ thấy ăn mày với hỗ trợ nhiều quá anh em, mua cái nhẫn này để kiểu như là tích điểm anh em, cho nó nhiều phép. Tí nữa có gì mà xanh quá thì mình lên cái sách du hồn luôn, xin cái blue nào của Javan. Đại ca Javan, em biết là anh đánh cũng si đe lắm nhưng mà anh là rừng, anh có quyền anh nhường em blue cái anh ơi. Anh biết blue, anh nhường người em ngon, cảm ơn nha. Cái W của con Ari anh em kiểu như là có một cái hàng khí anh em, âm khí mà mày nó truyền vào rất là ảo luôn. Anh em để ý thì cái W nó còn ảo hơn Kawi nữa, nhưng mà đẹp thì không đẹp bằng anh em ơi. Rồi đó mày nè, úi xin gieo ra nữa rồi, xin cho nó cam mít à. Ủa đi mày, úi 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 ngon, đúng một kill hai búp luôn, phê. Cái quy mạnh thế nha, đúng là chơi skin là tăng 500% công lực liền. Đúng là skin mới ra là chúng ta đánh là auto hay luôn. Ok là giết lúc nè, chuối ngon nè. W của ông này thì mình cảm tưởng như là
cái đồ bao bọc của cái Wii anh em, nhưng mà dạng to hơn, nhìn đẹp vãi đái luôn. Còn cái E thì mình không có gì để nhận xét nhiều, mình chỉ thấy nó sắc nét với cái cạnh nhiều hơn so với cái tất cả các skin khác thôi. Tại vì mình thấy skin này, tất cả các cái skin KDA này thì nó kiểu như là nó thiết kế là cạnh nó sắc hơn với nó nhìn nó vuông hơn mấy skin khác anh em, mà nhìn rất là đẹp, kiểu như là thiết kế nó từ tương lai á, ảo vãi đái luôn. Còn combo lúc chết nè, nhìn nè, học hỏi nha. Trúng nè. Ui tao một cát à, né nè, ui vẫn trúng kìa. Thôi không sao, trúng mà vẫn phải chết thôi. Cái rô này thì mình cảm thấy là tất cả các skill của Ari này nó đều được bọc bởi một cái loại đầu đen mèn, cái loại gì đó, nhưng mà nó có một cái luồng đi theo đằng sau đen, mấy cái ti ti mà hình đường thẳng mà nó cong cong á, nhìn ảo vãi. Nó quy nè, thấy không đó, giống mấy cái đuôi con bạch tuộc á, nhưng mà kiểu như là mỏng quá ngon anh em, đẹp và lờ. Đây là skin KDA Airy của chúng ta. Úi dồi mẹ hết bạn ơi, đừng tí nữa đừng có ra tố cáo mà nha, bị khó ạt chết. Phải lên cái nhận cái là 6 stat liền anh em, quá ngon luôn. Thôi về đó, thử giờ mình thử hiểu biến về cho anh em xem nè. Trong bụi thì không thấy rõ ra ngoài đường nè, đó biến về nè, đó múa nè, đâu đây mày quả cầu lên thấy không, và cái quả cầu trên đầu nó tạo mấy cái hình ở dưới không. Ồ thấy không anh em, lúc mà biến về là cái đuôi của nó là phát sáng ra liền. Lúc mà bình thường là một tiếng tiếng mộng mơ như thế này thì lúc mà biến về thì nó màu trắng bạc anh em, rất là tinh xảo luôn, nhìn đẹp mình là ra à, chờ bản thân của tao à, trở lại rồi nó cần dắt luôn. Mày nè, xong mày rồi chết mày rồi, con chạy đâu, what the fuck anh em, tự giết thằng Yasu đã, đầu đây mày, chết mày vãi đái. Mình giờ mình biết là cái chu rờ của con sinh dê nó chặn được cái thứ đốt luôn rồi, what the fuck, lỗi game á bay vãi. Hồi đó là sinh dê còn tí máu mà mình thứ đốt là chắc chắn chết luôn anh em, không thể nào mình sai được cái lượng máu đó cả. Nhưng mà nó bật rờ lên một cái, tất cả sát thương của mình, tất cả thứ đốt sát thương từ thứ đốt của mình mất hết luôn, what the fuck, vãi. Thì hiền chi bữa giờ thấy sinh gieo bích trong chung kích thế giới nhiều vãi đá, lý do là gì hả, chưa rờ bé luôn hả, mình tưởng là nó chỉ chặn sát thương ở ngồi đó mới chặn cái thứ đốt luôn, unbelievable luôn. 8 stat rồi anh em, đủ 10 stat thì mình nó là sách chiêu hồn bay dài để tích tiếp. Tại vì lấy sách chiêu hồn thì anh em rất là với cộng hưởng với cái bóng âm lưu đình này. Bóng âm lưu đình thì nó tăng phần trăm tốc độ di chuyển, còn sách chiêu hồn bay dài nó mà đủ số thì nó cộng cho anh em tốc độ di chuyển luôn, nên rất là hợp. Cũng như là lên giày nâng cấp xong rồi lên hai cái món đó nữa thì tốc độ chạy chắc cũng gần 500 anh em bình thường á, nếu mà không combat thêm vạn đồng gió thì thôi chạy bé cháy luôn. Ok về rồi. Ở chỗ E em thấy không, mình thật sự là không có điều gì đâu, cái chỗ E là cái này nó quá bình thường luôn. Xin giáo, ui anh ơi, muốn chơi mình à, đâu có dễ. Thôi mà hồi máu kịp với sợ trừng phạt đốt chết thì mới nhục. Thôi về. Về thôi. Đó, nhảy các kiểu phải không? Mỗi lần nó biến về là nó cứ đưa cái quả cầu của nó lên chơi nó em, xong rồi biến màu rồi tạo nhạc, xong rồi hiệu ứng lấp lánh rồi kim tuyến rồi các kiểu, đang nhìn rất là ảo luôn. Quả cầu nó làm hết, cầu lo hết, ok. 504 mà tự nhiên tạo rồi em, khá là xanh.
Và nếu như anh em nào đã xem đây và đã thay, anh em đừng quên cho mình một like nha anh em ơi, cũng như là hãy đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Cảm ơn em rất nhiều. Và ăn con blue ơi, blue thứ hai. Bây giờ mới ra được ba con blue thôi mà mình ăn hết hai con blue. Qua anh em nhìn để ý cái chiêu em khi mà mình chúng vào đối tượng là đối tượng đó nó bị bao bọc vào cái chuôi của mình luôn anh em. Thường thì cái skin khác thì mình nghĩ nó không có vậy, nhưng mà skin này thì nó ảo hơn, chuôi dính vào là ô xin giáo đầu đi mày. Chơi mình nữa. Úi giời, né cái nhẹ liền. Né cái nhẹ liền nè. Ôi. Mày nè, chết liền. Ghê không? Đánh Eri 1000 năm có 1 đó. Nhân tài mình 1000 năm có 1 đó. Kinh nhờ. Chiêu E con này anh em là mình khi mà hôn gió chúng anh em là kiểu như là có một cái màu đỏ nó bay xung quanh luôn, mà màu đỏ kiểu như là mấy cái tam giác hay là mấy cái đường thẳng nó múa ảo vải đá luôn anh em à. Đúng mà cái chiêu E anh em. Mà đây là màu đỏ. Đẹp vãi. Nãy giờ mình không để ý anh em à, tại vì nãy hôn con blue thì nó bự quá nên thằng mới thấy được cái hôn mấy con quá này. Mà kim đấy bể luôn. Xúc nó băng trụ nè. 19 sách rồi. Tích được 25 sách là cộng nhiều lắm anh em, cộng phép rồi cộng tốc độ di chuyển kinh lắm. Ra đây mày hôn nó nhẹ. Úi vậy mà còn không trúng nữa anh em, đã thấy là cái chu e của con này nó bự bãi đá luôn anh em, nó bự hơn rất là nhiều so với cái chu e của mấy con khác. Hãy nói sư Sona quất cái r lật kèo luôn. Anh em nhìn kỹ là cái chu e của con này nó bự, phải nói là bự vãi đá luôn á, rất là khác biệt so với mấy cái skin khác anh em. Mấy skin khác thì nó thon gọn nhỏ nhắn, mà cái skin này, riêng cái skin này thôi là nó bự mà hết cái map rồi. Rồi một cái bò hôi, ok của Sona đó. Xong ok 450 luôn hả, nãy giờ hành nó mình nó vẫn sách đau được hả. Ngon rồi, 25 sách rồi anh em ơi. 90 wow mày kinh đi, lâu có đánh Ari một lần mà một khi đánh là chỗ tà liền. Xin ra đây một cái bò hơi cu đây mày. Ở cái đầu đen chúng con quá vải chứ, quá mà 200 IQ à. Né liền, ô ba thân dính. Nhanh tay né được. Cái đốc lưu của mình em nó có kiểu như là cái hình lục giác hay hình tứ giác gì đó, mà kiểu như là mấy cái hình thoi á mà rất là khác, nhiều hình khác nhau nó bay xung quanh mình khi mà mình bật cái chữ W nè. Nãy giờ bật chữ W là mỗi lần bật là nó cứ xà luôn nên vẫn chưa có nhìn thấy cái vẻ đẹp của chữ W này. Mỗi khi bật là bay cái cục hình lục hay là tứ giác gì đó, nãy mình nhìn không kỹ nó bay xung quanh mình anh em, mà nó màu xanh trắng hay sao á. Rất ảo luôn đó, anh em có thể thấy mà nhanh quá, tại vì xà W là nó cứ bay thẳng vào mục tiêu mà mình chọn luôn. Và nhà mua đồ rồi, ba cái máy tiền rồi. Cái bát nè, chơi luôn. Xin các bạn, ok một bạn. Mày là thằng thứ hai. Rồi xin nha, double kill 11-0 anh em, 3.8 tiền rồi. Biluma với gì nữa, về thôi, biến về nè, nhảy nè, múa nè, quẩy lên. Lên luôn em ấy, tai mèo là các kiểu. Cái đầu đen mà cho tôi về đi mày. Đấy, biến về là cái quả cầu anh em nó bay lên là nó tạo hiệu ứng nhạc, xong rồi hiệu ứng sóng động, rồi chuyển động đồ ở dưới chân con này. Biến về là đuôi cáo nó hiện lên. Skin quá tuyệt vời. Sau một hồi ngẫm nghĩ lại thì mình tin chắc rằng đây là skin đẹp nhất của Ari. Ok. Sau một hồi chơi thì có vẻ như là ý kiến, định kiến của mình đã thay đổi rồi. Vì như là nó rất là đẹp, tại vì mình cũng không chơi Ari nhiều nên không thể tin phán đoán chính xác được cái độ đẹp của cái tất cả các skin khác. Nếu mà Yasuo thì mình có thể được. Cái con này thì ai mà chơi đâu. Có ra skin mới thì bố mà test thôi chứ. Con này lên đồ gì mình cũng có lên một lần đem Ari phun chiến mạng, đánh cũng rất là thấm. Lên xúc nó nè. Rượt nó nè. Chạy đâu. Một cái quy đồ nửa cây. Bào thổn luôn. Đấy, đánh mày sao? Đánh mà thôi, nó mày. Điên mày. Dắt kìa. Úi rồi, nãy cái nhẹ.
Mày. Mày trúng luôn rồi. Xuyên quá cơ mẹ luôn, nhưng mà không phải xuyên lắm anh em nhé, chỉ là nhích nhích quá anh thiếu thôi mà vẫn trúng. Kinh chưa, kinh chưa, kinh chưa. Kỹ thuật hôn gió và kỹ thuật thả thính là bét. Đúng không? Cái con này là đánh thả thính bét lắm anh em. Kinh lắm, kinh lắm. Anh em mà để ý anh em, mỗi lần anh em xài chữ W hay là xài cái chiêu quần què vậy? Chữ W đúng không? Chữ W là cái đuôi kéo nó sẽ đổi màu anh em, cũng như là cái quả cầu nó sẽ đổi màu khi mà mình xài chữ W hoặc là xài chữ Q. Anh em để ý là cái chữ W mà mình xài, mỗi khi xài W đúng không, là cái đuôi kéo nó sẽ đổi thành một là màu tím nè, hai là màu hồng nè, ba là màu xanh dương nè, rất là nhiều màu luôn. Wow. Đấy, nãy giờ mình chơi là mình mới để ý chứ. Wow. Hóa ra đuôi kéo vẫn đổi màu được à. Mà xài W mới đổi màu ở sao anh em? Bây giờ xài Q thì nhìn thấy nó bình thường lắm, xài W nó đổi màu. Đó, xài cái tối. Wow, đúng rồi, đúng rồi. Cái chiêu Q là mình xài là nó thành màu tím, W là thành màu xanh dương, chiêu E xài là thành màu đỏ. Đây là tất cả các hiệu ứng của cái đuôi kéo của con này có thể đổi màu anh em. Q màu tím, W màu xanh dương và E là màu đỏ. Anh em cứ để ý là mình chắc chắn là đúng luôn á. Wow, cái hiệu ứng gì kinh dữ vậy? Đúng là skin mà mày. Bét luôn. Bảo luôn. Xin khẳng định lại với em, đây là skin đẹp nhất của con Ari nha anh em. Không skin nào có thể qua được cái cửa ải này đâu mày. Skin này đẹp quá à. Hiệu ứng thay đổi quá nhiều anh em. Kinh vãi đấy. Xuống nè, bạn thân ơi. Chúng mày xong rồi, đánh bạn ta là chúng mày xong rồi. Chết chúng mày rồi. Quá mạnh luôn em. Mới mua có 3 món thôi mà sao mấy cái rồi. Quét sạch luôn. Mới mua có 3 món thôi đó mà 600 mấy phép rồi, về nhà mua món thứ 4 mà 3000 mấy tiền luôn rồi. Vãi chưa. Là một cát nào anh em ơi. What the fuck. Các bạn luôn. Ok, và xin chào và tạm biệt em. Và bạn em vào lần sau. Bye.